nhau. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chị Kính Đố Vui. Theo như yêu cầu của 500 anh em làm về Oppa Huy Idol thì ok bạn ơi. Hôm nay chị Kính đã có một chiếc video tiết lộ toàn bộ những bí mật mà chưa có ai từng bật mí về Oppa Huy rồi đây. Like video và bắt đầu khám phá ngay thôi nào. Get go! Câu 1. Oppa Huy Idol có tên thật là gì? Là fan cứng thì cũng chỉ biết Oppa Huy có tên thật là Nguyễn Huy, chứ làm gì có ai biết tên đầy đủ của anh ấy là Nguyễn Văn Huy đâu mà. Ha ha, thế là chị Kính đã tiết lộ bí mật đầu tiên rồi nha. Like video và qua với câu 2 nè. Câu 2, Oppa Huy Idol thuộc cung hoàng đạo nào? Bạch Dương hay Kim Ngưu? Chị Google rồi quay lại video của chị Kính để trả lời không đấy? Không được chơi ăn gian nha mấy bạn mình ơi. Anh Oppa Huy có sinh nhật vào ngày 15 tháng 5 và thuộc cung Kim Ngưu đấy. U là trời, bí mật nè các bạn ơi. Nam Kim Ngưu chính là những người đàn ông trung tình nhất trong 12 cung hoàng đạo. Đã thế lại còn hài hước, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh nữa nè. Có ai cùng cung hoàng đạo với anh Huy Oppa không nhỉ? Like video đi nhé. Câu 3, là một người đàn ông trung tình thì không biết anh Huy Oppa đã có vợ chưa nhỉ? Haha, có mấy bạn bình luận là có rồi kìa. Lêu lêu, anh Huy Oppa chưa có vợ nha, mà anh ấy mới chỉ có người yêu thôi nè. Bạn có biết người yêu của anh ý là ai không? Chị Khánh Hà hay là chị Linh Barbie? Còn trả lời sai thì không ai thèm chơi với bạn đâu đấy. Người yêu của anh Huy Oppa chính là bóng hồng duy nhất của team Khánh Hà nè. Đấy, có người yêu vừa xinh lại còn là cánh tay đắc lực nữa thì anh Huy đúng là chàng trai sướng nhất quả đất rồi chứ còn gì. Mà không biết chị Khánh Hà thuộc cung hoàng đạo nào bạn nhỉ? Có hợp với cung Kim Ngưu của anh Huy Oppa không ta? Đố bạn, chị Khánh Hà thuộc cung Song Ngư hay Song Tử? Sinh ngày 7 tháng 6 thuộc cung Song Tử nha các bạn ơi. Nữ Song Tử là những cô nàng vô cùng xinh đẹp, nổi bật, tự tin và khéo léo trong giao tiếp. Họ thông minh, thân thiện và được lòng mọi người xung quanh. Nữ Song Tử chính là mảnh ghép hoàn hảo với Nam Kim Ngưu đó nha. Chúc mừng anh Huy Oppa và chị Khánh Hà nhé. Không biết khi nào thì anh chị mới chịu tổ chức đám cưới hả? Mà bạn có biết trước khi trở thành một TikToker và YouTuber thì anh Huy Oppa đã làm nghề gì không nhỉ? Trở thành một idol thì anh Huy Oppa chính là thợ cắt tóc đó các bạn ạ. Hiện anh Huy vẫn có một cửa hàng cắt tóc riêng, vừa duy trì quán vừa làm video giải trí, quá là giỏi luôn đúng không nè. Mà bạn có biết quê của anh Huy Oppa ở đâu không? Quảng Ninh hay Hải Phòng nhỉ? Anh Huy chính là thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng là không lòng vòng nha. Có bạn nào ở Hải Phòng đang xem video không ta? Like video, điểm danh anh em 15 Hải Phòng cái nhỉ? Câu 8, Huy Oppa và chị Kính Đố Vui, ai lớn tuổi hơn? U là trời, bạn nào vừa nói chị Kính hơn tuổi anh Huy đó? Tôi kém anh Huy tới 7 tuổi lận đó nha. Anh Huy Oppa sinh năm 1991, năm nay đã 31 tuổi rồi nè. Nhưng mà do anh ý thường xuyên tập thể dục thể thao và chăm chỉ tập gym nên nhìn qua fan cứ tưởng anh Huy Oppa mới có 18 tuổi các bạn nhỉ. Ha ha, thôi qua câu 9 nào. Câu 9, anh Huy Oppa và anh Lê Trung Hoàng, ai cao hơn? Bí mật nha, anh Lê Trung Hoàng cao 1m70, còn anh Huy Oppa
thì cao 1m77 lận ốc. Chú choa cao quá đi. Thế này mà chị Kính gặp anh Huy Oppa ở ngoài đời thì chỉ có ngước cái cổ lên mới thấy idol thôi. Ha ha, thế con bạn thì sao nhỉ? Có ai cao hơn chị Kính nắm lùn 1m50 không nào? Câu 10, Khải Cà Khịa và Huy Oppa, ai có nhiều fan hơn? Tuy tham gia vào YouTube và TikTok sau Khải Cà Khịa, nhưng anh Huy Oppa lại có nhiều fan hơn đó nha. Hiện anh Huy đã có hơn 5 triệu follower trên TikTok và hơn 3 triệu subscribe trên YouTube. Những con số mà rất nhiều các YouTuber và TikToker ước mơ đó các bạn ạ. Trong đó có chị Kính nè. Bạn nào đang xem video thì có thể cho chị Kính một subscribe để động viên và ủng hộ chị ra thêm nhiều video mới được không nhỉ? Mãi yêu nha! Câu 11, anh Huy Oppa và Đạt Villa, ai giàu hơn bạn nhỉ? Câu hỏi này khá là khó nha. Bạn nào mà trả lời đúng thì đích thị là đến cả Conan cũng phải gọi là sư phụ nè. Đáp án là Đạt Villa nha các bạn ơi. Anh Đạt có một nguồn thu nhập cực khủng từ YouTube, TikTok và cả những cửa hàng thời trang nữa nè. Còn anh Huy Oppa thì cũng không phải là dạng vừa đâu nha. Không giàu bằng Đạt Villa nhưng thu nhập hàng tháng của anh Huy Oppa cũng là hàng chục đến hàng trăm triệu đồng đấy nhé. Quá là khủng luôn. Câu 12, anh Huy Oppa có bao nhiêu kênh YouTube? Chỉ có một mà có tới 2 kênh YouTube lận nha các bạn fan của anh Huy Oppa ơi. Kênh của các bạn vẫn thường xem là Huy Oppa Idol, còn một kênh khác nữa chính là Huy Oppa Seoul. Sở dĩ anh có cái tên Seoul là vì trước khi làm YouTube, anh Huy có tiệm tóc tên là Huy Seoul đó. Có bạn nào qua quán tóc của anh Huy chưa ta? Chị Kính thấy có rất nhiều bạn fan được gặp và xin chữ ký của anh Huy Oppa rồi nè. Câu 13, anh Huy Oppa có tài năng gì bạn nhỉ? Ca hát hay là nhảy hip hop? Trái bầu luôn các bạn ơi, anh Huy Oppa trước đây là một người nhảy hip hop chuyên nghiệp đó nha. Có bạn nào biết nhảy hip hop giống anh Huy Oppa không? Bình luận xuống phía dưới video cho chị Kính biết tài năng của các bạn nhé. Câu 14, trước đây anh Huy Oppa có tên là gì? Có bạn nào là thánh sòi mới biết anh Huy Oppa còn được gọi là Còi Slim khi còn đi học đó nha. Ngày trước anh Huy siêu gầy nên đã được gọi với cái tên như vậy đấy. Hay thật đi, khi đến trường bạn thường được gọi với cái tên là gì nhỉ? Bình luận xuống phía dưới video cho chị Kính và các bạn cùng biết với nào. Câu 15. Ủa, mà chưa gì đã tới với câu hỏi cuối cùng rồi các bạn ơi. Vậy thì video sau bạn muốn chị Kính làm về idol nào? Muốn chị Kính làm về idol nào thì nhanh tay bình luận ngay xuống phía dưới video nhé. Video khám phá về anh Huy Oppa đến đây là hết mất rồi. Các bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu trong video ngày hôm nay nhỉ? Like và subscribe kênh để có thể nhận được thông báo khi có video mới nha. Chị Kính yêu các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!